và Galaxy S11+ cộng hé lộ một tính năng đỉnh cao. Hình ảnh dò dỉ mới nhất liên quan đến Galaxy S11 và S11+ cộng, khiến giới công nghệ đồn đoán flagship mới của Samsung sẽ được trang bị một công nghệ đỉnh cao. Hình ảnh được Ice Universe, chuyên gia dò dỉ thông tin các sản phẩm mới, tiết lộ trên Twitter là hai miếng dán bảo vệ màn hình của Galaxy S11 và S11+. Cộng. Theo hình ảnh này, bộ đôi flagship của Samsung sẽ có màn hình cong với viền cực mỏng, nhưng để đạt được thiết kế màn hình này, nhiều người cho rằng Samsung có thể sử dụng công nghệ loa phía dưới màn hình. So, vì rõ ràng viền màn hình được thu hẹp đến mức đáng kinh ngạc như vậy, sẽ không còn chỗ cho khe loa thoại. Công nghệ sột của Samsung có thể truyền âm thanh dưới dạng các rung động điện áp qua tấm nền màn hình đến tai người sử dụng. Công nghệ này từng được Samsung trình diễn tại tại triển lãm SID năm 2018 với một nguyên mẫu smartphone. Nếu điều này là thực, Galaxy S11 và S11 sẽ đạt được tỷ lệ màn hình so với thân máy kỷ lục. Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, cả Samsung và LG đều đã sẵn sàng để thương mại hóa công nghệ loa sôn. Thông qua sôn, âm thanh được phát ra ở tần số 100 đến 8000 Hz, nhờ vào các rung động, âm thanh sẽ được truyền đến người dùng nếu họ áp tay vào nửa trên của màn hình.